Đấy, xúc động cương phong thủy xin chào 9.000 anh em nhé. Thì hôm nay lên cho anh em một cái video thanh lý. Đấy, hàng trung cấp, hàng này là có hộp gấm nhá, có kệ, có dầu bảo dưỡng. Đấy, nó là dòng về Zozo nhé, những thanh kiếm của Zozo ấy. Thì trước mình bán 2.800.000, hiện giờ còn lại có 2 cây nữa, bát lại cho anh em 2.000.000 chẵn nhá. Đấy, anh em nhanh tay được cây nào thì còn. Đấy, còn cây nào thì còn. Đấy, từ giờ đến cuối năm là mình lên rất nhiều những cái video thanh lý đấy cho anh em. Đấy, còn 2 cây, cây trắng thì còn 1 cây, cây đen này cũng còn đúng 1 cây, hàng rất chiến. Đấy, chắn là của mình, chắn này khả năng cũng chỉ chắn hợp kim thôi anh ạ, không được chắn đồng đâu, rất là đẹp, bóng nhoáng đẹp luôn. Anh nào đam, anh em nào thích bộ phim hoạt hình ấy, thì rất là thích những cái mẫu như này. Đấy, thép carbon 1060 nha. Cây này thì có vân và có rãnh cho anh em. Đấy, rất là đẹp. Đấy, giá 2.000.000, anh em nào nhanh tay thì còn, chậm thì hết nha. Đấy, mà anh em nào mà lấy 2 cây thì lại bớt cho anh em tí cà phê nữa. Đấy, giá thanh lý nhưng lại bớt cho anh em tí cà phê nữa nếu anh em lấy 2 cây nha. Một lần ship bớt cho anh em tiếp 1-200 nữa. Đấy, cho anh em thoải mái. Đấy, vì một lần anh em lấy nhập của mình 2 cây thì mình cũng đỡ được cái phí gửi từ 200 cho đến 400.000 rồi. Thì tùy từng nơi thì mình sẽ bớt cho anh em 200-300 nữa. Đấy, cho anh em chơi nếu anh em hốt cả 2 cây. Đấy, thì cái giá bên mình báo ra là giá bên mình là bao ship cho anh em rồi. Đấy, bao ship đến tận nơi. Đấy, giá thanh lý, kể cả mình bán thanh lý thì thanh lý nhưng vẫn là bao ship cho anh em, chứ không hề bắt anh em chịu phí ship nhá. Mình nhiều những cái bên khác thì họ cứ bảo là thanh lý giảm giá cuối cùng cộng 200 để phí ship hay là 100 phí ship, nó không hay. Bên mình kể cả là bán là 1.000.000 thì cũng bao ship, mà 2.000.000 cũng bao ship. Tóm lại là giá bên mình báo ra kể cả thanh lý vẫn bao ship hết cho anh em, không bắt anh em phải trả phí ship. Đấy, ví dụ gửi về thì anh em những cái bên vận chuyển nên người ta giao cho anh em, thì anh em tốt thì anh em bo người ta 20-50 cốc cà phê, cốc nước, chai nước thì tế là tùy tâm anh em. Đấy, đấy, còn không thì thôi, chả anh em chả mất cái gì cả. Đấy, còn 2 cây anh em thích cây nào thì lấy cây đấy. Đấy, giá bên mình là, mình nói luôn là giá bên mình là giá chuyển khoản nhé anh em nhé. Đấy, giá thanh lý bên mình không thu tiền, còn nếu mà anh em muốn hàng đến thu tiền ấy, thì anh em cọc 200 phí ship thì không có giá này, không có giá này nữa nhé anh em nhé. Đấy, thì anh em cứ tham khảo đấy, những cái sản phẩm thanh lý là không có lời có lãi đâu, bán cho nó vui giải trí vậy thôi nhé anh em. Còn 2 cây nữa thì cái này mình cũng về cũng được khoảng tầm, hàng này mới được khoảng tháng thôi mà đã hết rồi đấy. Mỗi loại mấy cây thôi mà cũng còn 2 cây nữa. Đấy, mình bán cũng nhanh á. Đấy, cái dòng này thì nó anh em nào xem những cái bộ phim hoạt hình về Zozo thì anh em mới biết à. Vì những cái này thì nhiều anh em là hay mua cái đồ gỗ, đồ nhựa ấy, nhưng cái này nó là thật. Đấy, bằng kim loại, bằng sắt, bằng thép. Đấy, chơi được, chiến được. Đấy, đàng hoàng, lưỡi đã mài cho anh em rồi. Đấy, rất chi là chất đẹp nha anh em nhá. Đấy, thấy chưa? Ok. Đấy, anh em cần mua hàng xin liên hệ với Zalo số điện thoại đây, 0705 835 889. Rồi. Đấy, thì cảm ơn anh em. Đấy, chúc anh em vui vẻ, mạnh khỏe. Đấy, làm ăn phát đạt. Nhưng anh em xem nhớ like, share và đăng ký kênh cho mình. Rồi, xin chào tất cả anh em.